tại đầu ở đây đang cắt đó các bạn, xuống rồi là bắt đầu là mình ăn luôn á. 7 ngàn này, có 7 ngàn. Này giật mẹ mà chạy thế mê. Mà thằng là đổ quân đi đánh chặn. Rồi các bạn cùng xem nha. À, bây giờ dịch chuẩn bị xuống gã để lên ruộng ăn nha các bạn. Mới chuyển đồng khá. Mấy ngàn nha chú. Độ 7 ngàn lận. Trời trời dữ à. Ai chà. Một gã một chở 7 ngàn luôn. Wow dữ à. Một cái gã này chở tiếp. Nói gì á. Có tới 7 ngàn lận nha các bạn. Quá trời luôn. À, đang chuyển đồng ở đây thì đồng kinh số 4 ở cờ đỏ nha các bạn. Đó bây giờ lên các bạn ơi. Hay chà. Rồi bắt đầu dịch lên. Rồi đó bạn. Rồi đi đó bạn ơi. 7 ngàn nha bạn, bày tới 7 ngàn luôn. Quá trời. Ồ con nó xuống kìa. Xuống mê luôn không. Rồi. Tại đồng ở đây đang cắt đó các bạn. Xuống rồi là bắt đầu là mình ăn luôn á. 7 ngàn bày tới 7 ngàn. Này dịch đẻ các bạn. Ồ các bạn coi nè. Ồ ra đồng một cái các bạn. Đó, tha hồ mà ăn luôn. Chạy ra thấy mê luôn. Cái này là mới có một tầng trên đó mà hình như nó đâu 3-4 tầng lận nha các bạn, bị tới 7 ngàn lận đồng ghê. Hết hồn ha, mới con tầng thôi mà gà nãy giờ biết bao nhiêu luôn. Rồi đó các bạn, hết tuần rồi đó các bạn ơi. Tới 3 tuần hay gì lắm. Đó còn nè. Kìa yeah, ra ngoài một cái rồi mới con tuần đó các bạn. Đó hết rồi đúng không. Ngồi hết trời luôn. Tha hồ mà ăn. Bình thường luôn. Chỉ lắm đồng các bạn ơi. Mấy con mới con tình nè.
Đá đồng thiệt chứ. Đúng rồi, lót cơm chỗ đó cái để nó cúp cái chỗ đó nó bị dấp hoài. Thiệt luôn á các bạn. Gà đó là ăn đó. Tại này có đồng sẵn nữa các bạn. Gà là bắt đầu là ăn thôi. Nó bị kẹt các bạn ơi, còn đang ra nữa nha. Dính đó. Còn nữa nha các bạn, còn mấy tuần nữa lận á, đang lùa ở dưới rồi. Ồ bây giờ nó túa ra nó ăn đủ tấm rồi, tới 7.000 lận mà. Ở ngoài đó cũng một số anh chị em cũng đang lùa vịt ở ngoài nữa đó các bạn. Rồi hết tuần thứ hai các bạn, còn thêm tuần thứ ba nữa đó. Rồi tuần thứ ba là tuần ở dưới. Vịt nhỏ nãy đâu quá. Tiếp tục tuần ở dưới lên nữa. Đó, lên đó nha các bạn. Cái 7.000 này các bạn ơi, đông lắm. Tiếp luôn ha, chạy thấy mê. Này còn hơn là đổ quân đi đánh chặn. Hết rồi đó quá. Hết hả chú? Wow, 7.000 dữ thiệt chứ. Bài này mà tối lụm trứng cái chắc đã tay luôn.